Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đi lên tòa nha cô chú. Đó thì những ngày vừa qua cô chú anh chị, cái con Osin á thì nó cũng lên tòa, thì nó cũng thưa những cái đơn kiện đối với chị Loan nha cô chú. Thì 2-3 ngày hôm nay á, là chị Loan cùng với là chị luật sư Tuyết Ngọc cũng có lên tòa là đỡ tát thẳng mặt cái con Osin nha cô chú. Thì cái con Osin nó là một con Osin mà nó đi kiện chị Loan là tranh giành tài sản của chú nghệ sĩ Vũ Linh đó cô chú. Hồi nãy em quay để cảnh chị Loan đi lên tòa đúng không em? Dạ, đúng không? Em. À rồi cả nhà ơi, thì hiện tại thì chị Loan mình cũng đang đi trên tòa cả nhà. Thì hôm nay thì chị Ni buổi tối mới về tới Việt Nam và chị Loan thì đang đi sắp xếp trước cho chị Ni đi cả nhà và có cái đơn gấp nên chị Loan phải lên tòa. Thì mình nghĩ cái đơn này là chắc liên quan đến con Oxy của cậu Năm hồi xưa thôi. Nói chung là nó đang có những cái động thái rất là mới lạ ở nhà, mặc dù là nó không đăng tin gì lên trên trang cá nhân hết, nhưng mà những vấn đề nó làm mấy ngày nay thì cả nhà đã đủ hiểu rồi ha. Những cái đơn kiện Oxy mà đòi kiện chủ cả nhà ha, nói chung là không biết bây giờ nó còn thở nổi hay không. Và một câu chuyện mình muốn chia sẻ trong cái clip này hôm nay đó là về vấn đề liên quan đến chú Bảy của chúng ta. Hiện tại thì chú Bảy thì cả nhà đã biết rồi, ông thì lúc mà ngay cái ngày mà diễn cái vở ngày 17/12 đó cả nhà, thì ông cũng đang có những cái sức khỏe không được cho tốt lắm và cũng phải nhờ người để dìu ông lên để cho diễn xong cái hoàn thành vở diễn. Và lý do tại sao mà ông bị như vậy và ông cũng cố giấu và hiện tại thì sức khỏe thì cũng không cho phép ông để ông diễn. Nhưng mà vấn đề ở đây là ông còn vẫn là khịa những một số anh em khịa này khịa nọ, nói chung vấn đề liên quan đến Hồng Loan làm MV hay là những vấn đề Hồng Loan buôn bán. Tại vì sao? Tại vì là vợ ông cũng bán hàng online cả nhà nhưng mà không ai mua hết. Còn Hồng Loan thì khi mà bán một cái đơn hàng mới thì rất là nhiều người ủng hộ và cô chú bác gần xa thì cũng đã rất là yêu thương Hồng Loan. Mặc dù là ngày hôm qua thì Hồng Loan có những cái đơn hàng mới, có những cái món hàng mới, thì bây giờ ông cũng lên cho người khịa vấn đề liên quan đến những đơn hàng này. Đơn hàng này đây là những cái đơn hàng mỹ phẩm, nó tương đồng với những cái đơn hàng mà vợ ông bán online những ngày vừa qua đó cả nhà. Thì cái việc buôn bán hàng thì mình nghĩ đi, nó là bình thường thôi, ai bán cũng được hết, quan trọng là nếu cái thương hiệu đó là độc quyền thì khác, còn cái này là hàng của công ty thì tất nhiên là công ty nó sẽ cần nhiều đại lý dưới để bán hàng ra cho nó. Thì chị Loan hay chị Ba Bình Tinh hay là Lý Bích Trâm thì bán cùng mặt hàng, cùng một sản phẩm là bình thường, ai yêu ai, ai thương ai thì họ cũng sẽ qua mua của những người đó thôi cả nhà ơi, cũng không có gì đặc biệt nha. Và như sáng giờ thì chị Loan đã đính chính những thông tin liên quan đến chuyện bán hàng đó cả nhà. Và mọi người đều thấy là chuyện buôn bán là chị Loan hay là Linh Tý Bích Trâm hay là chị Ba Bình Tinh, tất cả đều đã ngồi lại với nhau rồi, ngồi lại để nói chuyện về vấn đề là buôn bán hàng giống nhau là bình thường. Nhưng mà phía bên kia thì họ đang với các câu chuyện cho nó đi là sướng và làm cho mọi anh em trong gia đình phải xích mẻ với nhau. Hồi sáng mình có làm một bài viết liên quan đến Hồng Loan về câu chuyện mà bán hàng, thì mọi người nói là Hồng Loan ơi, con đừng bán hàng giống như anh chị con, nếu không khéo thì sau này nó sẽ phải mắc quà. Thì mình nghĩ cái chuyện mắc quà là không có đâu ở nhà, tại vì fan của ai thì người đó sẽ ý thức họ mua thôi, chứ ngoài ra không có vấn đề gì, không có vấn đề gì hết. Mua Hồng Loan cũng được, mua bên anh Tý hay chị Trâm cũng được, mà mua tại bên của chị Ba Bình Tinh cũng được, tùy theo lượng khách, tùy theo cái nhu cầu của khách mà họ mua đơn hàng hay cả nhà. Anh có chia sẻ gì không? Thì tiếp lời của anh á, là chị Hồng Loan bán đồ ăn hàng ăn giặt ha, còn anh Linh Tý và chị Bích Trâm thì cũng có bán bún, là cũng là đồ ăn, nhưng mà khác nhau có một cái là bún là phải ăn liền, còn những cái đồ ăn vặt á, thì mình có thể để lúc bất cứ lúc nào ăn cũng được. Và nói về cái hàng mỹ phẩm của chị Bích Trâm và chị Ba Bình Tinh thì mỗi một cái sản phẩm của hai chị mà đưa ra là đều có chất lượng như nhau cả, không có bên nào kém chất lượng bên nào, còn tùy theo vào khán giả có yêu thích ai thì sẽ ủng hộ cho người đó, chứ còn không có dính dáng gì tới cái vụ việc mà bên này bán bên kia bán rồi đụng chạm nhau. Ở đây là chúng ta cũng phải nhìn nhận lại, trong một thời gian qua có rất là nhiều những cái nick ảo và những cái nick mà lên trên cộng đồng mạng để gọi là công kích, để chia rẽ gia đình của chị Hồng Loan, chị Ba Bình Tinh và chị Bích Trâm, anh Linh Tý, chị Hồng Loan, để nhằm mục đích là để công kích chia rẽ, sắp sửa thẩm định tới lần 3 ở đây. Và song song bên cạnh đó thì chị Hồng Ni cũng đã bị chị Đại xâm chỗ công kích từ bữa giờ, cũng rất là mệt mỏi ha cả nhà.
Thì mấy anh em có chia sẻ cái gì thêm về cái chị Đại xăm chỗ không? Rồi sau khi mà những vấn đề liên quan đến cô xăm chỗ này mà bên phía của chị Ni cũng đã lên một clip vào đêm tối ngày 26 giờ rồi. Nói chung là nhận rất là nhiều sự quan tâm của cô chú bác gần xa. Và mới đây nhất thì bên kia họ không nói gì với chị Ni nữa, nhưng mà cái quan tâm bây giờ là họ đang quan tâm tới một số anh em YouTuber có một cái lượng fan và có một sự tương tác trên không gian mạng đó nha. Bây giờ họ quay sang chuyển sang là công kích YouTuber, công kích YouTuber và những chuyện mà phản biện của liên quan đến Hồng Loan đó nha, quan chị Ni luôn. Và mình nhận thấy trên tài khoản của con xăm chỗ hiện tại đang xuất hiện những cái bài viết, những cái clip nó chụp hình lại, nó đưa cho một số người bên Việt Nam này lập phi bằng những cái anh em YouTuber quay và phản biện về nó. Nó cứ yêu cầu là người nào mà qua gặp nó là nó cho 5.000 5.000, 10.000, biết làm gì, không biết là tiền giấy hay là tiền âm phủ, đây không biết nữa, rất là nguy hiểm đó nha. Và cái chuyện mà những con này nói chuyện thì cả nhà cũng đừng quan tâm và đừng tin tưởng làm cái gì. Thì hiện tại thì cả nhà đã biết rồi, bọn nó rất là hay, có thiên tập đoàn luôn. Tập đoàn này nó dàn dựng lâu năm, những người ghi âm lén nè, những người ghi âm lén và những người đi xin găng để cấm vô cho đầy đủ nè, rồi những người mà đòi giảm giá răng này cả nhà. Nói chung là rất là nhiều những cái thủ đoạn. Và cái thủ đoạn mà mới nhất đây là thủ đoạn là những cái tài khoản YouTuber nhỏ, gọi là nhỏ sau đây, những tài khoản mà muốn đu bám vào drama này nhưng mà đi theo một cái hướng khác, một cái hướng là công kích và một cái hướng là đứng chính giữa để gây chia rẽ giữa các anh em YouTuber làm việc ở đây. Đó cả nhà, rất là nhiều thủ đoạn mà chúng ta cần phải đề phòng những cái người này. Và hôm nay là chúng ta đứng đây, gần nay là còn 2 ngày nữa thôi là đến Tết dương lịch rồi, thì chúng ta sẽ làm những cái câu chuyện là vẫn cập nhật vấn đề buôn bán tại nhà của chị Hồng Loan. Thì đến cho cả nhà, mấy anh có chia sẻ thêm không? Thì tiếp lại anh ha, theo cái vụ việc anh vừa nói là cái chị Đại xăm chỗ ở bên Malaysia và những cái chị mà làm răng, rồi những cái chú mà về xin răng và giảm giá răng, rồi thêm một cái ghi âm đồ này kia nọ, chúng ta sâu chuỗi là hết tất cả toàn bộ. Và những cái mà vi bằng đồ kiện cáo đồ này kia nọ về những anh em ở YouTube ở trước nhà thì chúng ta sâu chuỗi là hết từ trước tới bây giờ. Đây là một cái tổ chức nha, đó, có một cái tổ chức thì từ từ quý cô chú anh chị mình cũng biết, cũng sẽ lòi lần ra hết. Thì trước kia là ghi âm, sau đó là tới răng giả và là xin răng, rồi bắt đầu là vi bằng, rồi các cái là bây giờ sâu chuỗi là hết, là có một cái tổ chức để chi, để nhằm mục đích công kích và chia rẽ chị Hồng Loan và chị Hồng Ni và những anh em YouTube ở đây giống như một bãi cát rời, để sẵn sàng là và giải quyết chị Hồng Loan cho một cách nhẹ nhàng ha, chứ không có phải giống như hồi trước kia vào những cái gì khẳng định đó nha quý cô chú anh chị. Tại vì bây giờ là những cái việc cuối mùa rồi, đây là những giai đoạn cuối cùng rất là nhạy cảm, cho nên là họ sẽ tung những cái tuyệt chiêu ra, những cái nick ảo và sẽ công kích toàn bộ những anh em ở YouTube trước nhà, là làm cái gì, lập vi bằng và sẽ có những cái hành động là công kích, giống như là đưa cần cền tới quấy rối và thắp nhang thắp đèn và làm những cái hành động mà khó chịu cho khán giả của chị Hồng Loan tới mua hàng vào những cái bữa tối ha cả nhà. Thì sau đây những anh em của tụi em cũng xin phép kết thúc video ở đây. Mến chào quý cô chú anh chị, chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe.